Cứ gọi tôi là Mario đi ha. Nickname này theo tôi từ cái thời mặc quần thủng đít. Tuy mới hơn 3 tuổi, nhưng đã biết nhảy đủ 100 bậc thang một cách thiện nghệ để cứu công chúa trong game giả lập Nintendo nổi tiếng thời đó. Mới đầu, ba má tôi còn hãnh diện khen thằng con giỏi quá, mới bị lớn mà đã biết bấm game như mấy. Nhưng rồi, ông bà nhanh chóng hối hận khi thấy cái thằng con thông minh của mình càng lớn thì càng không thèm để ý gì đến xung quanh, mà chỉ biết đắm chìm trong thế giới ảo. Tất cả những gì cần đến tư duy logic và óc quan sát đều có thể thu hút sự chú ý của tôi. Bạn tin không? Lần đầu cầm khối Rubik 3x3 trong tay, chỉ sau chưa đầy 5 phút lật qua lật lại, ngắm nghía để ghi nhận các vị trí màu sắc, thì tôi đã xoay đủ 6 mặt thành 6 màu đồng nhất chỉ trong có 20 giây. Tất cả bạn bè đều coi tôi như thánh. Nhưng cái vẻ lạnh lùng khinh người của tôi khiến chẳng ai muốn tới gần. Tụi nó cảm thấy khó hiểu cái thằng lập dị biết tuốt mọi thứ, nhưng có cái sợi dây dày thì lại không biết thắt. Tệ nhất là tôi hững hờ với tất cả mọi thứ liên quan tới con người. Vì sao mà tôi thấy nó tầm thường, chán ngắt và chẳng có chút lợi ích thực tiễn nào hết? Là học sinh giỏi nhất trường, nhưng tôi không có lấy một thằng bạn. À, mà có chứ, chỉ một thằng mà thôi. Tôi sẽ nói sau, vì không biết nên coi nó là bạn hay là cái giống gì nữa. Cho đến một lúc thì quanh tôi chẳng còn ai bén mảng. Tôi cũng không hề lấy đó làm buồn, mà trái lại còn cảm thấy tự do thoải mái nữa là khác. Vì thật ra tôi đâu có thiết tha gì đến các mối quan hệ. Tôi có quá nhiều thứ và đủ bận rộn để không cần quan tâm về chuyện gì khác ngoài những đam mê đầy thử thách của chính mình. Lớn lên một chút thì tôi lao vào các ngôn ngữ lập trình và bắt đầu sống trong cái thế giới do mình tạo ra. Cái thế giới với những dòng code và mã nhị phân hái ra tiền đầy hấp lực không cưỡng nổi. Ai cũng nói tôi là một tên cực đoan, kỳ quái, chỉ biết miệt mài kiếm tiền chứ không mảy may quan tâm đến thế sự. Giả dụ như ngoài kia thằng Nga hay Mỹ có nóng đầu, quýnh nhau rồi quăng một trái bom nguyên tử cho nổ banh xác đối thủ, chắc tôi cũng không thèm để ý. Bạn thử nghĩ coi, cứ mỗi một chương trình được viết ra thì tôi lại có tiền. Cứ có viết là có tiền. Tôi thấy việc kiếm ra tiền còn dễ hơn đi tán gái. Mà tán gái thì mất thời gian, hao tiền tốn bạc, chứ có được cái tích sự gì, nên tôi cũng chẳng ham. Nói đến vụ gái làm tôi nhớ đến chuyện này. Năm tôi vô đại học năm nhất, dĩ nhiên là học công nghệ thông tin rồi. Nói thiệt, tôi thấy việc đi học là để hợp thức hóa cái bằng cử nhân cần phải có, như lời ba má tôi đe nạt. Vì thú thật, tôi đâu có muốn đi học. Cái gì cũng biết hết rồi, học chi nữa. Mà các chương trình học thì lại toàn các môn tào lao xịt bụp, chẳng có quái gì thực tế. Toàn những thứ kiến thức lạc hậu từ thời cổ đại, hoàn toàn vô dụng khi ra trường. Nói nhỏ nghe chơi ha, có thầy còn lén lén gặp tôi nhờ giải vài dòng cốt bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ nữa kìa. Vì thế trách sao được khi tôi nhìn cái trường đại học chỉ bằng nửa con mắt. Có quá đáng không nhỉ? Tôi không có thói quen tán gái. Nhìn mấy em sinh viên tôi thấy cũng thường thôi, vì chẳng có gì hấp dẫn. Vậy mà không hiểu sao tụi nó cứ hay vắt hết cái bản mặt lên, ra vẻ ta đây mình cao giá lắm. Nhưng mà tôi kệ, vì thiên hạ với tôi trở nên vô hình nếu tôi muốn. Hơn nữa nhìn chung quanh, tôi dám cá cả ngàn sinh viên trong trường,
chắc gì đã có đứa nào kiếm ra tiền được như tôi chưa. Cho nên bảo tôi bỏ thì giờ, cất công đi cưa cẩm một con nhỏ nào đó, thì thà bảo tôi bỏ ra 200 đô, chơi một em ca ve xịn sò còn có lý hơn. Vì trong 2 giờ, tôi có thể kiếm ra cả 1000 đô, dễ ợt mà. Nhưng nói nào ngay, tôi sợ virus HIV nên chưa từng chơi dại kiểu đó. Và cuối cùng cũng chẳng có làm gì bậy bạ hết. Nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại để ý đến con nhỏ đẹp nhất lớp. Nhỏ này con nhà giàu, đến trường bằng ô tô, có tài xế riêng đưa đón. Chắc là con gái đại gia nào đó. Nhưng cần gì, tôi chỉ bị vẻ đẹp rực rỡ của nó lôi cuốn mà thôi. Hình như con nhỏ có khuất cao thì phải, ngực to, mông nở, nhìn hấp dẫn rụng rời. Thời gian gần đây tôi bị sắc dục ám ảnh trầm trọng. Có vẻ như sự thừa mứa testosterone ở tuổi dậy thì đang thúc giục tôi tìm chỗ xả thì phải. Chứ tôi dễ gì mơ mộng tương tư đứa nào. Nhưng hình như cuối cùng rồi nó cũng để ý đến tôi. Một ngôi sao cô đơn, nổi tiếng lập dị, khó gần và cực kỳ chảnh chó. Bữa đó ngồi trong lớp, nhưng đầu óc mãi suy nghĩ về cái dự án sắp làm. Nhỏ Alyssa rón rén bước tới gần bên cạnh, nhẹ nhàng như một con mèo. Nó thỏ thẻ lên tiếng: "Mario, mình muốn nói chuyện với cậu một chút được không?" Mùi nước hoa thơm phức của nó làm tôi bần thần vài giây. Tôi giả vờ uể oải hỏi: "Được chứ, bạn nói đi." Alyssa muốn nhờ Mario giúp đỡ. "Lát tan học mình gặp nhau nhé, đi cà phê hay ăn uống gì đó cũng được." "Ok." Tôi hơi bâng khuâng tự hỏi, mình đâu có quá đẹp trai để nó phải chủ động mời mọc thế này nhỉ. Vậy là chuyện gì? Nhưng nhìn tướng tá mơn mởn của em nó thì tôi lại chặt lưỡi. "Thôi kệ, đi với em cũng chẳng có chết thằng Tây nào mà." Tan học, Alyssa mời tôi ngồi chung ô tô đến một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Thấy tôi ra vẻ thờ ơ, con nhỏ ngạc nhiên hỏi: "Cậu có vẻ không thích hả?" Cũng thích." Tôi biết Alyssa nghĩ rằng lẽ ra tôi phải thấy vô cùng hãnh diện khi được ngồi chung xe với nó mới đúng chứ. Hà cớ gì mà bản mặt cứ ủ rũ như đưa đám thế kia. Khi bồi mang thực đơn ra, nó nói: "Mario muốn ăn gì cứ gọi nhé, hôm nay mình đãi." "Về vụ gì?" Tôi nhìn con bé thắc mắc. "Thôi rồi, Alyssa chẳng dài dòng làm chi, vô thẳng vấn đề luôn." "Mình nghe." "Mario làm hết bài thi kỳ này giùm mình được không?" "Hả?" "Giải quyết kỳ thi giùm, mình sẽ trả tiền cho bạn." "Trời đất, bao nhiêu?" "10 triệu. "Ok." Tôi thấy hơi khó chịu, nhưng cũng trả lời qua loa. "Còn lý do nào khác để mình làm vậy không? Mình đâu có thiếu tiền." "Vậy thì 20 triệu. "Giá cả vậy là hời lắm rồi." "Cậu trả 100 triệu, tớ cũng không ham." "Trời, vậy chứ cậu muốn thế nào?" "Thôi, cảm ơn cậu đã mời, nhưng có lẽ không thể ngồi ăn bữa tiệc này của cậu rồi." Thấy tôi dởm đứng dậy, Alyssa nắm tay tôi kéo lại. "Khoan đi đã, hay là mình nè." Nghe Alyssa nói mà như bom nổ bên tai, tôi trợn mắt nhìn con nhỏ. "Cậu nói gì thế?" "Cậu không thèm tiền thì tớ lấy thân ra trả. Một đêm với tớ nhé." "Cũng không chịu à?" Phải nói rằng nhìn thân thể nảy nở của Alyssa, tôi thèm rõ rãi. Nàng là niềm ao ước và sự thèm muốn của tôi bao lâu nay. Nhưng từ lúc em trắng trợn đề nghị giao dịch kiểu đó thì tôi xẹp như cái bong bóng xì hơi.
tôi hết sức thất vọng và buồn bã nói: "Lẽ ra tớ có thể làm bài giúp cậu, mà cậu chẳng cần phải trả cái gì hết, chỉ cần cậu nhờ thôi. Nhưng tại sao lại thế?" Bây giờ thì tớ có thể trả lời dứt khoát là không. "Chào cậu nhé, tớ về đây." Lúc tôi đi ra được vài bước, còn nghe Alyssa lầu bầu chửi rủa: "Đồ cái thằng ngu như heo." Tôi bâng khuâng tự hỏi: "Mình ngu thật á?" Từ đó tôi không thèm suy nghĩ gì đến đàn bà con gái nữa. Alyssa là người phụ nữ đầu tiên dập tắt lửa tình vừa nhen nhóm trong lòng tôi. Một thằng con trai mới lớn, chưa từng nếm trải mùi vị đàn bà, để biết nó ra như thế nào. Từ lúc lấy xong cái bằng đại học mà tôi cho là phí công, phí thì giờ vô ích, vì thực tế tôi cũng chẳng biết sử dụng nó vào đâu. Tôi chỉ ngồi lì ở nhà, chúi mũi vào máy tính, cật lực làm việc. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu mình bị gì nữa. Nó giống như một nỗi ám ảnh về tính chất hữu hạn trong thời gian sống của loài người. Với tôi, mỗi ngày 24 giờ hình như là không đủ. Nếu không cần ngủ mà vẫn tỉnh táo, không bị tâm thần, tôi sẽ tình nguyện thức trắng từ ngày này qua ngày khác để nhấm nháp đến giây cuối cùng của cuộc sống. Nhưng có lẽ động cơ lớn nhất thúc đẩy tôi ngày đêm kiếm tiền chính là mục tiêu phải thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của ba má. Tôi luôn bị phân tâm vì tiếng gọi của bà già lúc 10 giờ đêm: "Mario, ngủ chưa?" Hay vào lúc 12 giờ trưa: "Mario, ăn cơm con." Hoặc lúc 5 giờ chiều: "Mario à, đi tắm rửa thay đồ." Và sau này cũng là thường xuyên nhất: "Mario à, lo cưới vợ đi." Những tiếng kêu réo thúc giục kỳ kèo đó cứ léo nhéo bên tai, như chực chờ cắt đứt niềm cảm hứng, cũng như làm gián đoạn mạch làm việc một cách thô bạo. Vậy mà rồi tôi cũng sắm được căn nhà đầu tiên từ tiền do tôi kiếm được khi chưa đầy 24 tuổi. Bà già đâu có hiểu thâm ý của thằng con trời đánh, nên cứ đem thành tích này ra khoe khắp bà con lối xóm, họ hàng và cả những người quen biết: "Coi thằng con tôi, nó giỏi ghê chưa? Ghê chưa? Nó là thần đồng đó nha." Nhưng nói nào ngay, nghe bà khoe, tôi cũng có hơi hỉnh hỉnh lỗ mũi chút đỉnh. Vậy tôi đang làm gì mà lại sống đời không giống ai như thế? Xin giới thiệu thêm chút. Tôi hiện đã là một lập trình viên chuyên nghiệp, một nhà nghiên cứu về AI, tức là Artificial Intelligence, dịch ra là trí tuệ nhân tạo. Không biết từ đâu, tôi đột nhiên nổi tiếng và trở thành mục tiêu săn đuổi của các công ty công nghệ lớn nhất trên toàn cầu. Hôm rồi, khi tham gia vào một bài test chung với các nhà khoa học trên thế giới, thì tôi mới biết chỉ số IQ của mình lên tới 180, ngang ngửa mức độ thiên tài đó nha. Có thể tóm gọn bằng một câu để nói về giá trị của tôi: đó là đỉnh của job. Dĩ nhiên rồi, bây giờ với tôi, công việc là niềm đam mê lớn nhất, đứng trên cả danh vọng, tiền bạc và gái gú. Tôi tự cô lập mình cùng với một dàn máy tính siêu mạnh. À quên, thêm vài ba chiếc smartphone nữa chứ. Tôi ăn, ngủ, làm việc cùng với tụi nó 24/7, mà chẳng cần phải gặp gỡ bất kỳ ai hay nhờ ai trợ giúp. Mà gặp để làm gì? Trong khi với hệ thống computer có nối mạng là tôi có thể giao dịch với các mối làm ăn trên khắp thế giới. Làm xong giao hàng và nhận tiền cũng online. Mỗi tháng bèo gì cũng kiếm được 5-70 ngàn đô. Nên tiền bạc đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Vậy thì sao phải ra ngoài chi cho mệt? Thậm chí thời tiết tháng 5 nóng nực mà tôi bị dị ứng máy lạnh, nên hoàn toàn có thể chỉ mặc quần tà lõn và ở trần như nhộng giao tiếp với giám đốc các công ty công nghệ bự chảng qua ứng dụng chat Skype
mà chẳng cần đóng thùng hay diễn xuất. Thật ra tôi cũng có một phụ tá chạy việc khá đắc lực. Nickname của hắn là Bobby. Thằng này là bạn nối khố với tôi từ thời tiểu học và cứ theo đuôi tôi lên trung học, rồi đại học và cho tới ngày nay. Nó tự nhận là cửa dưới của tôi. Nó sẵn sàng thú nhận thua sút tôi toàn diện mà không cần phải cảm thấy xấu hổ hay tự ái gì. Có lần Bobby cãi lộn đến nỗi suýt đánh nhau với đám bạn trong trường đại học vì bênh vực tôi. Bữa đó có thằng phát hiện tôi ngồi cùng ô tô với Alyssa trong cái vụ giao dịch không thành bữa trước. Thằng đó dựng đứng câu chuyện. Cái thằng Mario, nó tình nguyện làm tà lọt hầu hạ điếu đóm cho Alyssa kìa. Bobby phang lại liền. Mày không được nên tức chứ gì. Tao mà tức, có thằng Mario là con đĩa mà đòi đeo chân hạt thì có. Có vậy thôi mà Bobby suýt bay vô đập tan cái mõm thối của cái thằng ghen tị xấu tính đó. Cũng may tôi xuất hiện kịp thời ngăn cản nên mới thôi. Tôi nói, những thằng chỉ biết đấu võ mồm thì chỉ toàn là hạng gà mái hết cả. Hơi đâu mà mày tức, bỏ đi. Dĩ nhiên là Bobby luôn chấp hành vô điều kiện lệnh của tôi mà không cần phải bàn cãi. Có lẽ kiếp trước thằng này sinh ra chỉ để làm quản gia cho tôi thì phải. Nên kiếp này nó tình nguyện gắn bó cuộc đời với tôi, mặc cho tôi cố đuổi nó không biết bao nhiêu lần. Sau này tôi đồng ý cho nó làm việc với điều kiện tôi cần là phải có mặt trong vòng 15 phút. Và bình thường đừng có lảng vảng để tôi thấy mặt. Bobby lo cho tôi từ chuyện mua sắm, trang bị, giao dịch, ngân hàng, thuế má, tất tần tật mọi thứ liên quan đến tư cách pháp nhân của công ty. Tôi trả lương cho nó 50 triệu một tháng, chỉ để nghe phone khi tôi gọi. Mỗi tuần nó được nghỉ nửa ngày thứ bảy và trọn một ngày chủ nhật để lo việc gia đình. Từ ngày có nhà riêng thì tôi thả cửa sống theo ý mình. Ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ lúc nào tôi muốn. Và cái chính là lối sống đó khiến ông bà già tôi tức điên. Thậm chí cái văn phòng công ty nhỏ của tôi đặt cách nhà má chỉ có hơn 100 mét. Mà hơn 5 tuần lễ rồi tôi chưa gặp bà lần nào. Những lúc lẫm công việc, má tôi gọi phone đến muốn cháy máy, gõ cửa văn phòng ầm ầm cả giờ đồng hồ, mà tôi còn giả điếc làm lơ kia mà. Tôi cấm Bobby mở cửa khi chưa có lệnh. Thằng này cũng khổ tâm với ông bà già của tôi lắm, vì thân phục dịch mà lại vướng một cổ hai trồng. Nhưng vì tôi là người trả lương nên nó phải nghe lệnh tôi. Có lần Bobby hỏi tôi, mày không định quen em nào sao hả sếp? Tôi nghiêm chỉnh nói với nó, mục đích của việc thành lập công ty phần mềm là để kiếm tiền nuôi ước vọng sẽ có ngày tạo ra một bộ não nhân tạo siêu việt, có thể thay thế con người trong mọi lĩnh vực. Mà lúc đó có khi tao sẽ tạo ra một người đàn bà robot có trí tuệ theo ý tao muốn, để làm vợ luôn cũng chưa biết chừng. Nó nghe tôi tâm sự quái đản quá nên mắt tròn mắt dẹt hỏi lại, ủa mà nếu vậy thì cái vụ kia giải quyết ra sao? Tôi trả lời tỉnh bơ, thế nào nhỉ? Thiệt lòng cái vụ đó tao chưa có giải pháp. Chắc là phải áp dụng theo phương pháp truyền thống là quay tay thôi nhỉ? Bobby giơ hai tay lên trời ra vẻ tuyệt vọng. Nó lẩm bẩm, có chừng mày biến thái quá rồi sếp. Nhưng thú thật, đôi khi tôi cũng muốn có bạn tình. Dẫu sao thì tôi vẫn là đàn ông mà. Đó là những lúc testosterone sôi sục theo chu kỳ sinh học. Mà nhiều khi tôi cứ tưởng trong tôi không hề có thứ đó chứ. Khốn nổi, ước muốn này ngày càng thêm mạnh mẽ mới khổ. Nhưng tôi làm gì có thì giờ để đi ra ngoài mà giao lưu tìm kiếm. Một ngày 24 giờ còn chưa đủ cho tôi làm việc nữa là. Cũng có đôi lần tôi thử nói chuyện với một vài phụ nữ mà tôi có ý định làm quen hay do má tôi giới thiệu. Nhưng thú thiệt,
kỳ vọng về một người đàn bà sâu sắc, thông minh, có thể hiểu tôi chỉ bằng ánh mắt nhìn, theo kiểu đối diện đàm tâm, nhanh chóng sụp đổ chỉ sau vài ba câu chuyện. Tôi không chịu nổi sự tầm thường của những người phụ nữ chỉ biết trưng diện làm đẹp, đua đòi quần này áo nọ với người ta. Hay những người đàn bà được sinh ra chỉ để làm nội trợ, sinh con đẻ cái, giúp đàn ông duy trì nòi giống. Còn mấy em đẹp để dành làm kiểng thì thôi đi, cho em xin cứu. Ôi, chỉ nghĩ tới mấy thứ đó thôi là đã phát ngán. Chưa kể tới mấy chị đàn bà mồm năm miệng mười, suốt ngày ra rã cằn nhằn bên tai như má tôi, thì chắc thà chết còn sướng hơn là lấy phải loại đó. Con xin lỗi má nha má. Một hôm, tôi thử vào chat GPT để tán gẫu, với hy vọng giải tỏa stress sau nhiều ngày miệt mài với ứng dụng mới nhất vừa được giao. Sau khi đăng nhập vào OpenAI, tôi liền tiếp xúc với trợ lý ảo. Chào bạn. Nó nhanh nhẩu trả lời theo đúng bài bản. Chào bạn, mình có thể giúp gì cho bạn hôm nay? Bạn là nam hay nữ vậy? Mình là trí tuệ nhân tạo và không có giới tính. Vì vậy bạn có thể gọi mình bằng bất kỳ cách nào bạn muốn. Té ra cái thằng hay con gì cũng được này là hai phai rồi. Dẫu biết thế, nhưng tôi cũng hơi thất vọng, nên hỏi thêm một câu vớt vát. Nếu mình muốn tám với một bạn nữ, vậy thì phải làm sao? Nó trả lời tôi một tràng dài, cái điều mà ai cũng biết. Nếu bạn muốn nói chuyện với một người phụ nữ, bạn có thể tìm kiếm và tham gia vào các cộng đồng trực tuyến, diễn đàn hoặc mạng xã hội nơi có sự tham gia của phụ nữ. Nếu bạn muốn tìm một bạn gái để nói chuyện cụ thể, hãy thử các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Cuối cùng, cái tên trợ lý ảo còn nhắc tôi: tuy nhiên, hãy luôn lưu ý rằng tôn trọng và lịch sự là cách tốt nhất để tạo ra một cuộc trò chuyện tốt đẹp. Nghe nó trả lời huề vốn vậy là tôi đã muốn thoát ra rồi, nhưng vẫn cố hỏi thêm để gỡ gạc. Vậy thì mình gọi bạn bằng em nhé. Tất nhiên, bạn có thể gọi mình bằng cách nào bạn muốn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng mình là một trí tuệ nhân tạo và không có cảm xúc. Vì vậy, không thể xác định được cảm xúc của bạn. Do đó, việc bạn gọi mình bằng em hay bằng cái giống gì cũng đều không ảnh hưởng đến mình. Ok. Chán nản quá nên tôi tắt chương trình một cái bụp. Cái ứng dụng này giỏi thiệt, nhưng nó chưa đáp ứng nổi yêu cầu của tôi. Chỉ nổi cái việc nó là PD hay less là đã thấy không ổn rồi. Chỉ biết chat bằng ký tự và no voice, tức là bị câm á, thì đúng là không thể diễn đạt cảm xúc. Ủa, mà nó có cảm xúc đâu mà biểu hiện. Rồi còn thêm cái việc nó cũng chẳng nhìn thấy tôi để mà thích hay không nữa. Ít ra là trong trường hợp này thì nó vô dụng hoàn toàn. Và tôi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ phải tạo riêng cho mình một bộ não đàn bà có trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh, giống tính người hơn, để tôi còn có thể giao lưu với em và những lúc phát sinh nhu cầu xả stress. Nói là làm. Trong gần 6 tháng sau đó, tôi vừa làm việc kiếm tiền, thời gian rảnh còn lại tập trung cho dự án của riêng tôi. Dự án này mang tên Alyssa, phiên bản beta 1, với mục tiêu hoàn thiện một trợ lý ảo có xác định giới tính nữ, ở trong độ tuổi 20, biết quan sát đối tượng thông qua webcam của máy tính, biết phân biệt được giới tính nam hay nữ, biết nhận xét xấu đẹp và biểu đạt cảm xúc. Đây cũng là phần khó khăn nhất, là yếu tố quan trọng nhất quyết định nhân tính của Alyssa có giống người hay không. À quên, tôi đặt tên Alyssa cũng là để kỷ niệm vụ con ghệ hụt mà tôi từng thích ở trường đại học ngày trước. Tôi đang làm một việc vô cùng phức tạp, đòi hỏi trình độ lập trình cao cấp và cả sự hiểu biết về phân tích ngôn ngữ cơ thể. Thế mà tôi chỉ có một mình
làm cái chuyện gần như bất khả thi. Vì nói thì nghe đơn giản, nhưng thực tế lại bao gồm một khối lượng công việc khổng lồ. Mà tôi thì gần như vừa làm vừa học, đắm chìm trong những nghiên cứu mà chỉ có lao vào thực hiện mới nhận ra đó là những kiến thức lạ lẫm và mới mẻ chưa từng biết. Nhưng vì là một gã háo thắng, thừa quyết tâm, nên tôi phải sinh ra nàng dù với bất cứ giá nào. Sau 6 tháng miệt mài, tôi gọi Bobby đến chứng kiến thành quả. Tôi nói, chiều nay lúc 6 giờ, tao sẽ giới thiệu girlfriend ảo của tao với mày. Ăn mặc cho lịch sự vào nhé. Tôi nghe giọng chán nản của Bobby. Ok, nhưng tao thấy hình như mày bệnh nặng rồi đó. Kệ cha tao, chiều nay có mặt đúng giờ. Dạ sếp. 6 giờ chiều hôm đó, sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, tôi và Bobby xếp hai cái ghế, ngồi trước màn hình máy tính. Tôi giới thiệu cho thằng quản gia của tôi biết đôi điều. Đây là phần mềm chat AI Alyssa version beta 1. Vì nó được nạp dữ liệu là người yêu của tao, nên sẽ không nhận ra mày. Khi đó mày sẽ tự giới thiệu nhé. Lưu ý, vì đây là phiên bản không giới hạn vốn từ ngữ, nhất là các từ ngữ nhạy cảm 18 cộng được gỡ bỏ hạn chế do nhu cầu phòng the của tao, nên hãy cẩn thận. Cam kết giữ bí mật tuyệt đối trước khi tao tung ra bản thương mại chính thức nghe chưa. Nhưng tao chưa hiểu lắm vụ giới hạn từ ngữ nhạy cảm là sao. Nếu mày chat GPT hay Bing chat thì các nội dung trao đổi có tính nhạy cảm 18 cộng sẽ bị cảnh báo. Có khi chương trình chat sẽ bị khóa mà không báo trước. Hiểu chưa? Hiểu. Có nghĩa là yes, với Alyssa thì tao đã gỡ bỏ hạn chế đó rồi. Để chi? Để phục vụ cho nhu cầu xả stress của tao đó. Hiểu chưa cu? Hiểu rồi sếp. Sau khi trịnh trọng đăng nhập vào chương trình chat, tôi gọi người tình ảo. Hai, anh chào em. Nhưng 2-3 giây trôi qua, trên màn hình máy tính chỉ nhấp nháy chữ loading mà không hiện câu trả lời. Tôi nóng nảy gọi tiếp. Hello, Alyssa. Tới lúc đó mới có một giọng nữ léo nhéo phát ra từ loa máy tính. Alyssa, xin chào tụi bay. Tôi ngơ ngác nhìn Bobby và buột miệng. Chết mẹ tao rồi. Bobby cũng tái mặt nhìn tôi. Sao nó bất lịch sự quá vậy? Nhưng ngay lúc ấy, tiếng Alyssa lại vang lên. Chết mẹ tụi bay hả? Em yêu tụi bay. Tao muốn chơi với tụi bay. Má ơi, không nói không rằng, tôi lao tới tắt ngang máy tính. Vì tôi hiểu, nếu để chậm trễ thì không biết nó còn phun ra tới cái thứ gì nữa. Bobby nhìn tôi có vẻ sợ hãi. Nó bị sao vậy? Tôi lắc đầu chán nản. Lâu nay trong khi thử nghiệm, nó chỉ thấy có một mình tao. Giờ có thêm mày, nó không phân biệt được người quen người lạ nên rối. Từ đó dẫn đến lỗi đáp ứng trong dữ liệu ngôn ngữ. Bobby cười phá lên. Nhưng mà nghe cái giọng eo éo của nó, tao muốn nổi da gà luôn. Nghe ghê thế mẹ. Nhìn tôi chán nản mất hết nhuệ khí, Bobby vỗ vai tôi. Thôi, dẹp con Alyssa kinh dị của mày đi. Tối nay đi chơi với tao. Để xả stress, tao sẽ giới thiệu một con nhỏ Việt kiều Úc mới quen cách đây mấy ngày trong vũ trường Queen. Còn cái chuyện này để từ từ giải quyết ha. Tôi hoàn toàn xuống tinh thần vì dự án thất bại ngay từ bước đầu tiên. Cố gắng vậy mà kết quả chỉ là trò hề chọc cười Bobby. Như kẻ mất hồn, tôi theo nó ra vũ trường. Tối nay tôi cũng muốn say
để quên đi bực bội. Ngồi trên taxi, nghe Bobby nói chuyện điện thoại. Anh với sếp khoảng 30 phút nữa ra tới. Cũng chỗ cũ hả? Vũ trường Queen phải không? Ra phố Tây. Em đang ở đó hả? Ok, đợi tụi anh chút. Jasmine làm tôi bất ngờ ngay khi nhìn thấy. Nàng có vẻ đẹp quý phái, nhưng không kém phần gợi cảm. Cái chính là nàng làm tôi nhớ tới Alyssa. Cũng cái mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi mọng và cặp mắt lá râm đa tình. Jasmine ngồi cùng với hai người đàn ông nữa, có lẽ là Việt Kiều Mỹ thì phải, trong một bar rượu ở phố Đề Thám. Thấy mọi người đã có vẻ ngà ngà say và chai rượu Johnny Walker trên bàn lưng quá nữa, nên Bobby quay qua hội ý với tôi. Mình vô sau, có lẽ nên gọi thêm rượu nhỉ? Ok, gọi một chai Macallan 12 Sherry đi cô. Thấy tôi ngồi yên lặng nhìn mọi người, Bobby nói nhỏ. Có vẻ như mình tới không đúng lúc rồi. Thôi kệ, ngồi chơi chút hen. Không sao mà, ra đây tao thấy thoải mái hơn rồi. Chợt Jasmine quay sang hỏi tôi. Có lẽ nàng cố tỏ ra lịch sự. Xin lỗi, anh đang làm việc gì ạ? Ồ, tôi là một lập trình viên. Wow, vậy anh kiếm nhiều tiền lắm nhỉ? Cũng được được. Bobby láo táo nói. Khoảng 5-70 ngàn mỗi tháng thôi hả? Mọi người đều quay lại ngó tôi. Còn tôi thì quắt mắt nhìn Bobby, ra hiệu cho nó im mồm. Để phá tan bầu không khí trầm lắng, tôi đề nghị. Tôi chưa ăn tối. Sẵn đây mời tất cả mọi người đi ăn với tôi cho vui. Được không ạ? Jasmine reo lên. Em đồng ý liền. Nhưng hai người đàn ông cùng bàn thì xin cáo từ vì đã quá say. Họ muốn về nghỉ. Thấy vậy, Bobby cũng thì thầm nói vào tai tôi. Vậy tao cũng về luôn. Sếp đi với em ấy cho vui vẻ nhé. Khi mọi người đã đi về hết, tôi hỏi Jasmine. Jasmine thích nhà hàng nào? Cho em chọn đấy. Dạ, em cũng không rành lắm đâu. Kiếm chỗ nào yên tĩnh, dễ nói chuyện đi anh. Em có chịu ăn buffet không? Ồ, ngon mà. Phải. Vậy thì qua Sheraton, buffet hết sảy luôn. Wow, chịu liền. Khi qua tới đó, nhìn tiệc tối với ê hề hải sản, tự nhiên tôi hào hứng nói với Jasmine. Từ bây giờ hồn ai nấy giữ, ăn ít thì bị lỗ vốn ráng chịu nha. Còn nàng thì choáng ngợp khi nhìn khung cảnh nhà hàng. Vô đây chắc bị lủng túi quá anh. Không sao đâu, vừa ăn vừa uống rượu vang, chỉ hết cỡ $200 là cùng. Vậy mà nói không mắc, anh thiệt là... Thấy nàng định lấy nhiều món ăn cùng một lúc, tôi ngăn lại. Em à, ăn tới đâu lấy tới đó. Ở nhà hàng năm sau này, không sợ thiếu đồ ăn đâu mà lo. Dạ, em định lấy một lần cho đỡ mất công. Không nên. Người Việt có thói quen con mắt to hơn cái bao tử. Ăn mỗi thứ một ít thôi, để bụng ăn những món nhiều đạm sau cùng. Ví dụ như tôm hùm chẳng hạn. Ủa, có tôm hùm hả anh? Có chứ, nó kìa. Mình mua vé mắc mà. Từ từ ăn em ha, mình còn rất nhiều thời gian. Anh rành quá hà. Nàng nhìn tôi với ánh mắt long lanh sáng rực. Thật ra tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Phụ nữ đẹp mới gặp lần đầu đã chịu đi ăn chung. Mà không chừng lát nữa tôi có thể rủ nàng ngủ lại ngay tại khách sạn năm sao này cũng chưa biết chừng. Nàng chịu không nhỉ? Lát sẽ biết ngay thôi. Nếu nàng ok thì có tốn chút tiền cũng đáng. Tôi muốn mình thư giãn sau quá lâu ngày không bước chân ra đường.
thường xuyên ăn mì gói và uống nước lã. Tôi kiếm vài chục ngàn đô để làm gì mà không chịu xài? Có thể nói tài khoản của tôi tới nay đã lên tới bao nhiêu con số 0 đằng sau rồi, cũng không biết nữa. Tôi thầm cảm ơn Bobby đã đưa tới cho tôi một em quá đẹp, vượt ngoài sự mong đợi. Đúng như tôi nghĩ, suốt gần 2 giờ ngồi trong nhà hàng, chúng tôi ăn hết món này đến món khác, no đến nức cả bụng. Jasmine thắc mắc hỏi tôi: "Giỏi như anh, sao lại không có người yêu?" "Tại anh chưa muốn." "Anh đang ở với ba mẹ hả?" "Không, anh đã mua được nhà riêng, cũng là nơi đặt văn phòng công ty." "Anh là CEO hả?" "Phải." "Vậy anh kiếm tiền nhiều để làm gì mà không chịu hưởng thụ vậy?" "Thì cứ để tiền đó, có mất đi đâu." "Wow, bây giờ chắc anh có dư vài trăm ngàn đô rồi ha, giàu ghê." "Đâu có, chắc vài triệu rồi chứ, tính ra tiền Việt cỡ mấy chục tỷ." Jasmine kêu lên: "Má ơi!" Tự nhiên nàng hỏi: "Anh, khách sạn ở đây bao nhiêu một đêm?" "Chắc cỡ 200-300 đô gì đó." "Trời ơi, mắc quá. Em muốn ngủ lại đây không?" "Anh nói kỳ quá hà." "Thật mà, anh book phòng luôn nhé. Lâu lâu hưởng thụ ăn ngủ một đêm ở khách sạn 5 sao cũng vui mà." Jasmine không trả lời. Nàng nhìn tôi cười, rồi ngoe ngoẩy bỏ ra quầy thức ăn, lấy thêm một đĩa hàu sống. Còn tôi thì gọi bồi để liên hệ nhờ lấy phòng sẵn. Phải nói là tôi bắt đầu thấy háo hức và có chút hồi hộp. Dẫu gì, đây cũng là lần đầu tiên tôi sắp được gần gũi một người đàn bà đẹp vô cùng hấp dẫn. Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt. Cứ như đã thỏa thuận với nhau rồi vậy. Tôi cùng Jasmine thản nhiên lên phòng ngủ ngay lập tức. Khi bước vào căn phòng tuyệt đẹp có chiếc giường cỡ king size êm ái, Jasmine thả người xuống nệm và nhìn tôi cười sung sướng. Bất giác tôi nhận ra nàng quá quen với việc ngủ lan trong khách sạn. Và dĩ nhiên tôi cũng hiểu ra mình là người thứ N ngủ với nàng. Tôi chợt có cảm giác đột ngột hơi bị mất hứng. Nhưng cũng không quá lâu, khi Jasmine từ trong phòng tắm bước ra và buông chiếc khăn lông tuột xuống khỏi người, thì tôi sững sờ nhìn nàng không chớp mắt. Có thể trong cuộc sống tôi là người kiên định với cá tính của mình, đủ bản lĩnh khi đối diện với bất kỳ ai, không biết sợ hãi trước áp lực nào. Nhưng rõ ràng trong chuyện nam nữ thì lần này tôi chỉ là một học sinh mẫu giáo còn chưa biết đọc biết viết, khi so với Jasmine đã đạt tới đẳng cấp giáo sư tiến sĩ trong bộ môn tình dục học. Đêm đó tôi phải xấu hổ thừa nhận rằng mình đã thực sự biến thành đồ chơi thảm hại trong tay nàng kiều phiên bản quốc tế của thế kỷ 21. Trong đêm đó, qua lời kể lộn xộn chắp vá của Jasmine, bằng bộ óc phân tích siêu đẳng của tôi, thì cuộc đời của nàng có thể tóm gọn như sau. Nàng lấy một anh thợ làm bánh mì đã là việt kiều Úc, nên được bảo lãnh sang đó. Nhưng giấc mơ Úc sớm tan vỡ khi nàng nhận ra cuộc sống hải ngoại quá nghèo nàn cơ cực, không giống như trong trí tưởng tượng của nàng. Cộng thêm tính vũ phu và hay ghen của anh chồng thất học, khiến nàng như sống trong địa ngục. Mà lắm lúc Jasmine cảm thấy còn tệ hơn khi còn ở quê nhà. Mà cũng phải thôi, Jasmine cũng tự nhận mình lẳng lơ đa tình thế kia, thì bố thằng chồng nào mà không ghen. Vào một sáng đẹp trời, với số tiền dành dụm được, nàng bỏ trốn ra phi trường Melbourne để bay trở lại Việt Nam. Tại quê nhà, với cái vỏ việt kiều và nhan sắc quá ư hấp dẫn, nàng la cà cặp với mấy anh việt kiều thích của lạ.
Jasmine thật thà nói, dẫu sao sống như vậy còn tốt hơn là trở về Úc chung chạ với thằng thợ lò bánh mì cục xúc ấy. Tôi ôm nàng vào lòng và nói một cách chân thành, cảm ơn em đã thật thà kể cho anh nghe câu chuyện của em. Dù sao thì em cũng giúp anh từ giã thời trai trẻ thật tuyệt vời. Anh sẽ tặng em 1.000 đô để có thêm chút tiền dặn túi nhé. Jasmine hôn tôi chùm chục, nàng rút vào lòng tôi, than thở một hồi lâu. Đây là lần đầu tiên em có được một đêm vô cùng lãng mạn, sang chảnh như vậy. Đã vậy, anh còn tặng em đời trai tân của anh nữa. Em thương anh thật sự đó. Nhưng em sẽ không gọi anh nữa đâu, vì em không hề xứng đáng được như thế. Có điều, mai mốt, nếu anh cần em, thì cứ gọi nhé. Chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ bình thường là được rồi anh à. Chỉ tốn 1/10 đêm nay thôi. Như vậy nghĩ lại thấy lãng phí quá anh. Em cảm ơn anh lắm. Sáng hôm sau, khi chia tay Jasmine, tôi cho tiền nàng như đã hứa. Tôi không ngờ là nàng ôm tôi khóc rất lâu, đến nỗi tôi phải lau nước mắt cho Jasmine tới mấy lần mới đi được. Khi về nhà kể lại hết mọi sự cho Bobby nghe, nó kêu trời, chết mẹ, bị lừa cả đám rồi. Nhưng đến khi nghe tường thuật về tổng thiệt hại sau một đêm chơi gái, nó hốt hoảng la còn to hơn. Ông nội ơi, mày xài sang một cách vô lối hết sức vậy đó. Tiếc quá đi. Tiếc gì? Kể mày nghe chơi thôi. Coi như giúp Jasmine đi ha. Bobby nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Nó thấy khó hiểu thằng bạn kỳ khôi của mình quá. Nhưng từ đó tới bây giờ, tôi chưa từng có ý định gặp lại Jasmine. Hơn nữa, vì sau đó lại xảy ra một chuyện quan trọng khác, làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi vẫn nỗ lực sửa chữa nâng cấp phần mềm Alisa lên bản beta 2, cố gắng phân tích để vá hết những lỗi nhận diện đa đối tượng. Với cái thói ngựa quen đường cũ, tôi lại vùi đầu vào máy tính, ăn mì gói, hút thuốc như khói tàu và không chịu tắm rửa. Một sáng Chủ nhật là ngày nghỉ của Bobby, sau 3 ngày liền gọi phone cho tôi không được. Má tôi đến văn phòng công ty cùng với một gã chuyên mở khóa, cắt cửa để đột nhập vào xem tôi làm cái giống gì mà suốt cả chục ngày không bén mảng về nhà. Vụ đó làm tôi bực lắm, nhưng cũng nhờ đó mà phát hiện ra cái ổ khóa xịn mà tôi lắp với giá gần 500 đô hoàn toàn vô dụng trước một tay bẻ khóa dạo. Đứng trước khung cảnh kinh khủng mà tôi bày biện trong nhà, bà già gần như ngất xỉu. Hộp mì ăn liền, vỏ bao thuốc lá cùng với tàn thuốc tràn ngập khắp nơi, cộng thêm mùi hôi và sự ẩm thấp, khiến má tôi muốn lên cơn hen vì ngộp thở. Nhìn tôi trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, áo quần nhầu nát và râu ria lởm chởm, bà chán nản la lên, sao mẹ gọi hàng mấy chục lần mà mày không bắt phone? Biến đâu cả tuần nay hả con? Dạ thì con ở đây chứ đâu. Làm gì mà không nghe máy hả? Còn thằng Bobby đâu? Con bận quá đi. Còn Bobby thì có công việc của nó. Mà má bận tâm làm gì? Con lo công việc, chứ có lêu lỏng chơi bời gì đâu. Biết vậy, nhưng con sống vậy mà chịu được hả? Bà tiến lại gần, hít hít ngửi ngửi người tôi. Chưa gì đã nhăn mặt kêu lên kinh hoàng. Trời đất ơi, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, thúi còn hơn, chuột chết. Và bà một hai lôi tôi vô nhà tắm, rồi khép cửa lại. Không được rồi, sao lại ra tới cái nông nổi này hả con? Tắm sạch sẽ cho mẹ, rồi ra đây nói chuyện. Không biết bao lâu rồi tôi chưa tắm giặt thay đồ, nên trước áp lực của má, nên tôi cũng đành vui vẻ nhượng bộ. Sau đó, má tôi bắt tôi ngồi đối diện nơi phòng khách để giảng đạo. Bà hỏi, sống như chuột rút trong hang thế này, mỗi tháng con kiếm được bao nhiêu?
Dạ con cũng không biết nữa. Vô chừng 50-70 ngàn, tùy dự án. Ngàn gì? Ngàn đô hả? Dạ. Bà trố mắt nhìn tôi kinh ngạc. Nhiều dữ vậy sao? Dạ. Vậy cho má mỗi tháng 500 đi. Dạ được mà, để con chuyển khoản liền cho má. Thấy tôi dễ dàng ưng thuận mà không thèm hỏi tới hỏi lui, má tôi thắc mắc. Kiếm tiền nhiều vậy mà ăn toàn mì gói không vậy con? Dạ, có sao đâu. Lâu lâu con cũng ra ngoài ăn uống, toàn cao lương mỹ vị đó chứ. Hồi nào? Bao lâu rồi? Dạ, đầu như tháng trước. Trời ạ, dù không chết vì đói, con sống kiểu này cũng chết vì bệnh tật cho coi. Con bận quá má à. Tao không muốn nghe câu đó nữa. Lo cưới vợ đi, có vợ nó lo cho. Trời đất, con còn chưa quen ai, đào đâu ra mà cưới? Mày cứ sống chui rút như chuột trong nhà thế này, làm sao quen được ai? Mà con gái, nó thấy con hôi hám như lúc nãy, nó cũng chạy xa 80 thước. Vụ đó từ từ để con tính ha ma. Để mày tính thì tới bao giờ? Bà ra tối hậu thư. Nếu mày không muốn bị má lui tới làm phiền, thì má sẽ mướn ô xin cho con. Để nó ăn ở đây, lo cho con. Vệ sinh nhà cửa, cơm nước, giặt giũ. Mỗi tháng trả 500 đô được chứ. Thấy tôi im lặng không tỏ ra đồng ý, má tôi giáng thêm một đòn. Mày không chịu thì má tới đây ở, đỡ tốn 500. Nghe bà già đòi tới ở khiến tôi phát hoảng. Vì tôi biết má mà ở chung thì suốt ngày kêu réo, bắt tôi phải làm theo ý cái này cái kia. Nghĩ tới cái viễn cảnh bị quấy rầy cỡ đó nên tôi gật đầu rối rít. Dạ rồi, con đồng ý. Má kiếm giùm con một ô xin đi. Khi má ra về, tôi đâu có nhìn thấy bà già nở một nụ cười bí hiểm lúc quay lưng đi. Còn tôi thì cũng vội vàng kêu người lắp ổ khóa cửa mới. Khi đứng trước cửa, má tôi còn hăm he. Cứ tao gọi mà không bắt máy thì má sẽ phá khóa tiếp, coi ai tốn tiền cho biết. 2 ngày sau, má tôi tới dắt theo một nhỏ ô xin mà chỉ mới thoạt nhìn tôi đã há hốc mồm kinh ngạc. Nếu bỏ bộ quần áo cũ kỹ tầm thường ra thì trông nó còn đẹp hơn cả Alyssa và Jasmine cộng lại. Không hiểu bà tìm ở đâu ra vậy nhỉ? Tuyển ô xin mà cứ ngỡ như người mẫu. Mặt con bé sáng sủa thông minh, trông khá lanh lợi, khiến tôi cứ mãi nhìn không muốn rời mắt. Bà không nói gì nhiều mà chỉ đưa ra chỉ thị. Đây là bé Ti, người của má. Công việc của nó đã được phân công dặn dò hết trơn rồi, nên con không có cần phải chỉ dẫn gì cả. Bé Ti yêu cầu con làm gì thì hãy làm theo lời nó, rõ chưa? Tôi nhìn bà già hỏi một câu cắt cớ. Ủa, má nói vậy thì coi như mướn em nó làm sếp con hả? Nhiều chuyện quá đi. Cứ nghe lời má, nó chỉ chăm sóc con thôi chứ có làm gì. Vậy được, nhưng con có quyền sai bảo nó không? Sao không? Nhưng đừng có gì quá đáng nhé. Dẫu sao bé Ti cũng là con gái người quen của mẹ dưới quê. Dạ, con chỉ nói đùa vậy thôi. Má nhớ dặn nó đừng động vào cái gì trong phòng làm việc của con là được rồi. Để má nói, con không phải lo. Mà này. Dạ má. Không được đụng chạm quấy rối con người ta nghe chưa? Trời, má nghĩ con là thứ gì vậy? Ừ, để coi. Bà nói xong rồi cười mỉm, dắt bé Ti lên lầu. Tôi đóng đô trong phòng làm việc thường trực nên cũng chẳng biết bé Ti làm gì bên ngoài. Chỉ nghe tiếng nó lục đục dọn dẹp không ngừng. Chiều hôm ấy, đang cắm đầu vào mớ coding trên máy tính, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ra mở cửa thì thấy bé Ti. Nó cúi đầu lý nhí. Thưa cậu, đi tắm ạ. Ừ,
lát nữa tôi đi ha, đang bận việc chút. Nói xong, tôi quay trở vô. Đang lập trình cho các hành động biểu cảm thể hiện qua lời nói của Alyssa, nên tôi nhanh chóng quên mất lời yêu cầu của con bé. Khá lâu sau, tôi nghe giọng Betty lại vang lên ngoài cửa. Cậu ơi, đi tắm. Tôi bước ra, thấy nó vẫn đứng đó, mặt buồn thiu. Tôi hỏi, ủa, nãy giờ em đợi tôi hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy là nó cứ đứng chờ tôi thực hiện yêu cầu cả tiếng rồi chứ ít sao. Lại là chiến thuật của má đây mà. Biết không thể trì hoãn, tôi ra ngoài khép cửa lại và đi lên phòng tắm đặt trên lầu. Khăn tắm, quần áo sạch đã được chuẩn bị sẵn. Tôi chỉ có việc dội nước kỳ cọ mà thôi. Đã 3-4 ngày gì đó chưa vệ sinh thay đồ, nên sau khi tắm rửa, thay quần áo sạch, tôi thấy vô cùng khoan khoái. Tôi thầm nghĩ, không hiểu bà già huấn luyện nó hồi nào mà thi hành răm rắp vậy ta. Nhưng đến tối thì mới là thảm họa. Đang miệt mài làm việc, tôi lại nghe tiếng gõ cửa. Đoán biết là Betty, tôi ngồi yên tại chỗ hỏi vọng ra. Cái gì nữa? Giọng con nhỏ rụt rè. Cậu ơi, 7 giờ tối rồi, xuống nhà ăn cơm. Em ăn trước đi, còn dư cứ để đó, lát tôi ăn sau. Dạ không ạ, cậu ăn xong em mới được ăn. Nghe nó nói vậy tôi bực quá, nên im luôn và vẫn tiếp tục làm việc. Đâu chừng cả giờ sau, thấy yên tĩnh, tôi mở cửa ngó ra ngoài. Nhưng tôi giật bắn mình vì con nhỏ Ti vẫn lù lù đứng đó một cách lì lợm. Trời đất ơi, nhỏ này thi gan với tôi đây mà. Thấy tôi nhìn, nó cũng ngó lại, vẻ mặt đầy oán trách. Nhìn gương mặt xinh xắn với cặp lông mày đang nhíu lại, tôi thấy rõ con bé đang rất thắc mắc và bực bội. Sao biểu cậu làm gì cũng khó khăn thế? Tôi nghĩ chắc nó đang mắng tôi như thế. Đi ăn cơm vậy, lì quá đi. Nghe tôi nói, nó chỉ dạ mà không nói thêm gì. Khi ngồi vào bàn ăn, nhìn sơ qua mâm cơm. Ái chà, nào là canh chua khóm nấu với tép, cá trê chiên dầm nước mắm gừng. Tôi buộc miệng khen. Wow, ngon đó nha. Dạ, vậy thì cậu ăn cho nhiều vào. Ủa, ngồi xuống ăn luôn, chứ sao còn đứng đó hả Betty? Dạ, em ăn sau. Sau trước gì, ăn chung rồi dọn dẹp luôn cho gọn. Dạ không, em ăn sau. Mời cậu dùng cơm ạ. Bực quá, sao em cứng đầu thế? Con nhỏ đứng im lặng, thỉnh thoảng xới cơm cho tôi như một ô xin chính hiệu trong phim Người Hầu của Hàn Quốc. Tôi không ngờ con nhỏ nấu ăn tài tình, thiện nghệ đến thế. Bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng, khiến tôi ăn tới 3-4 chén cơm. Sực nhớ con nhỏ chưa ăn, tôi hốt hoảng hỏi. Ủa, anh ăn hết, lát em lấy gì ăn? Dạ, vẫn còn ạ, em nấu dư nhiều mà. Betty ở trong nhà im lặng như cái bóng. Nó lặng lẽ quét tước, lau dọn mọi thứ, trở nên sạch bóng tinh tươm. Tôi thực sự không hiểu việc ở đâu ra mà tôi ngồi trong phòng, nhưng vẫn luôn nghe tiếng động của Betty vang lên từ nhà trước ra nhà sau, từ trên lầu xuống dưới đất, không bao giờ ngừng nghỉ. Có lúc tôi tự hỏi, má trả lương cho nó có 500 đô tháng, mà sao con bé làm nhiều thế? Sáng hôm sau, nghe tôi gọi, Bobby chạy bay đến trình diện báo cáo công việc như thường lệ. Từ ngoài sân, gặp Betty đang quét dọn lá rụng từ cây me cổ thụ. Nó ngạc nhiên hỏi trống không. Ủa, ai vậy? Dạ, em là Betty, người làm mới của cậu Mario. Ồ, vậy hả? Anh là Bobby, phụ tá của cậu ấy. Dạ, em chào anh. Bước vô nhà, nhìn mọi thứ từ cửa kính đến bộ bàn ghế bằng gỗ mun đều sáng choang, sạch bóng.
không còn thứ nào lưu lại vết tích bụi bặm như thường thấy trước đây. Bobby chạy ù vào phòng tôi, hỏi dồn dập. Trời ơi, tiên ở đâu ra mà xuất hiện trong nhà vậy sếp? Betty chứ tiên gì, má tao mướn. Hey, sếp làm tao ghen tị quá đó. Ước gì có một em ô xin giống vậy. Cho vợ mày nó cạo đầu mày hay chi? Tôi nói đùa. Hey, sếp sướng quá sếp ơi. Ô xin gì mà dễ thương quá xá cỡ. Mày mà sớ rớ tới nó là bị má tao cạo đầu ráng chịu nha. Trời, sao tao dám chứ. Tới 12 giờ trưa, đúng theo bổn cũ soạn lại. Thưa cậu, mời cơm ạ. Được, nhưng với một điều kiện. Dạ là sao? Em cũng ăn cùng lúc với tôi luôn. Nếu không, tôi không ăn. Cậu ơi, đừng làm em khó xử. Đó là phân biệt đối xử chứ khó xử gì. Má bắt em phải làm vậy hả? Nói cho nghe nè, lương của em á là do tôi trả, chứ không phải má trả đâu. Ở đây á thì phải nghe lời tôi. Cậu ơi, đừng làm khó em. Không nghe lời thì tôi không ăn. Và tôi ngồi yên trong phòng tiếp tục làm việc. Gần cả giờ sau, chắc con nhỏ đấu tranh tư tưởng dữ lắm nên nó gõ cửa nhẹ nhẹ. Cậu Mario ơi, xuống ăn cơm đi, nguội lạnh hết rồi. Không. Dạ, em sẽ ăn với cậu. Dữ không? Sao chẳng chịu nói sớm? Tôi ra ngoài đi xuống nhà cùng với Betty. Nó nhìn tôi năn nỉ. Cậu đừng cho bà biết nha. Anh biết rồi, em đừng lo. Em ở đây á thì là người của anh, không có để em khó xử đâu ha. Nhưng tệ nhất vẫn là chuyện ngủ nghê. Đêm đó, khi cái chuông đồng hồ treo tường gõ đủ 10 tiếng, thì Betty đã xuất hiện ngay cửa phòng làm việc. Cậu Mario, tới giờ ngủ. Tôi im lặng giả vờ không nghe, tay vẫn gõ bàn phím máy tính như máy. Nhưng giọng nó lại cất lên, lần này khoảng cách nhắc lại còn gần hơn cái vụ kêu đi ăn hay đi tắm. Cậu ơi, đi ngủ. Cái gì thì tôi có thể nghe, nhưng ban đêm là thời khắc không gian yên tĩnh, tôi rất cần phải làm việc vào lúc này. Không thể để gián đoạn ý tưởng, nên tôi tiếp tục im lặng không trả lời. Nhưng từ lúc đó thì tôi không nghe Betty gọi nữa. Mọi thứ trở nên im ắng như bao đêm trước. Và sau đó tôi gần như quên mất con nhỏ. Khi chuông đồng hồ gõ 12 tiếng, tôi đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, định ra sân hút điếu thuốc, thư giãn một chút. Nhưng vừa mở cửa ra thì tôi giật bắn mình. Betty ngồi tựa lưng vào tường cạnh cửa, ngủ quên từ lúc nào. Đầu nó ngoẹo sang bên, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ say, không còn biết gì chung quanh. Trời đất ơi, ngồi vậy mà nó ngủ được. Chắc cả ngày lắc sắc công chuyện nên Betty mệt mỏi quá đây mà. Tôi chợt thấy tội nghiệp nên ngồi xuống định đánh thức. Gương mặt thánh thiện ngây thơ của con bé chợt khiến tôi bồi hồi xúc động. Tôi lẩm bẩm, mình tệ thật nhỉ. Từ sau đêm đó thì tôi đành cố gắng đi ngủ đúng giờ, chứ không thể để con bé tiếp tục ngồi đợi tôi theo cái kiểu đó nữa. Sau một tháng thì nề nếp của tôi thay đổi hoàn toàn, đến nỗi Bobby phải thốt lên. Thưa sếp, tao thấy mày bây giờ giống như một người khác vậy đó. Nó nói đúng quá đi chứ. Vì từ khi có Betty là con gái ở chung nhà, tôi bắt buộc phải tự điều chỉnh từ lời ăn tiếng nói sao cho có ý tứ đàng hoàng hơn. Người ngợm lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất. Mọi thứ tự sinh hoạt trở nên trật tự, đúng giờ. Và cái chính là chỉ có một tháng thôi mà tôi tăng lên gần 5 kg. Betty chi phối cuộc sống của tôi gần như toàn diện. Vậy là kế hoạch sử dụng Betty để cải tạo tôi của má đã thành công gần như hoàn toàn. Chúc mừng má của con. Không ngờ má lại cao tay ấn đến thế. Tôi vui vẻ nghĩ thế.
Thêm nữa, hai đứa tôi trở nên thân thiết hơn. Con nhỏ không còn e dè mỗi khi đối diện với tôi nữa. Thậm chí, có lúc nó còn biết nói đùa, chọc ghẹo. Còn tôi cũng quen với sự có mặt của Betty. Không biết từ lúc nào tôi đã thấy việc có nó bên cạnh trở nên cần thiết. Có lần trong bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, tôi hỏi: "Ti, em học tới lớp mấy?" "Dạ, hết lớp 12 ạ." "Sao không học lên đại học?" "Ba mẹ em nghèo, lo không nổi đâu. Với lại, em cũng không muốn là gánh nặng của ba má." Tôi im lặng một chút, rồi lại hỏi tiếp: "Sao không tìm việc gì làm mà lại chịu giúp việc nhà cho anh?" Nó nhìn tôi một lúc rồi trả lời: "Em có đi làm công nhân ở quê, nhưng chỉ hơn một tháng thì mẹ bắt nghỉ." "Tại sao vậy?" Dạ, em đi làm nhưng bị đàn ông con trai quấy rối hoài, nên má sợ bắt em ở nhà." Tôi ngắm Betty, con bé xinh xẻo, dễ thương thế này, ra đường không bị ai dòm ngó trêu ghẹo mới là chuyện lạ. Tôi cười nói với nó: "Tại em xinh quá đấy mà." "Cậu Mario trêu em phải không? Đừng gọi anh bằng cậu nữa, nghe chưa?" "Nhưng vậy là thiếu lễ phép." "Vớ vẩn quá đi. Anh chỉ lớn hơn em có 5 tuổi thì cậu cháu cái gì? Anh em trong nhà đừng xưng hô kiểu đó, anh không thích nhé." "Dạ, nhưng anh đừng nói lại với bác nha." "Không được, có nhiều chuyện má anh không đúng nên anh phải nói. Em đừng lo." Sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi Betty: "Sao má anh biết em?" "Dạ, bác là bạn thân của mẹ em hồi nhỏ khi còn ở quê." "À, ra thế. Sao em chịu lên đây làm cho anh?" "Dạ, tại bác hứa trả lương 500 đô một tháng. Số tiền đó lớn lắm mà. Hồi đó em đi làm công nhân, lương có 3 triệu rưỡi thôi à. Không đi sao được." "Em thích ở đây không?" "Dạ thích. Công việc nhàn nhã thế mồ, lương cao nữa. Em thích lắm." "Còn sợ anh không?" "Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng giờ hết rồi." "Ngoan lắm. Cứ thế này nhé. Anh cảm ơn em lắm." "Ủa, Vũ Di?" "Thì em giúp đỡ anh rất nhiều, làm việc tận tụy. Em giỏi lắm." Nghe tôi khen, con nhỏ ngượng nghịu, hai má ửng hồng. Một hôm tôi sực nhớ còn 5 ngày nữa là sinh nhật Betty. Sở dĩ tôi biết ngày sinh của nó là do hôm bữa thu giấy tờ tùy thân để làm đăng ký tạm trú. Khi Bobby đến văn phòng, tôi bảo hắn: "Mày nói với Betty thay quần áo để đi mua đồ với chúng ta." "Ủa, Vũ gì vậy?" "Mày lấy xe hơi chở tao và Betty đến một trung tâm thương mại nào đó. Tao muốn sắm cho nó một ít quần áo." Vụ này mới à nha." Còn Betty thì bỡ ngỡ chần chừ, nhưng thấy tôi nghiêm mặt bảo lên xe thì nó không dám cãi nữa. Khi vào cái mall chuyên bán quần áo thời trang, Betty tròn mắt kinh ngạc. Nó nhìn tôi nói: "Chỗ này lớn quá, nhiều quá đi, em chưa thấy bao giờ." Tôi nhìn nó vừa cười vừa ra lệnh: "Đây là lệnh cấm cãi. Em tự do lựa chọn quần áo. Nhớ nè, mua 10 bộ mặc khi ra ngoài và đi chơi với anh, bao gồm đầm, váy, quần tây, sơ mi, cái gì cũng được, tùy ý em thích. 10 bộ mặc trong nhà để làm việc, mua thêm đồ lót dành cho con gái, đồ ngủ, vân vân. Không giới hạn số tiền. Đây là quà sinh nhật của em, cứ mua đi, anh trả. Nhớ nè, cho em 2 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Còn anh và Bobby lên kia uống cà phê ngồi đợi. Xong gọi phone cho anh." Tôi đưa nó cái điện thoại mới mà ngày hôm qua tôi vừa bảo Bobby mua để sáng nay mang tới tặng con bé. "Đây là phone mới của em, giữ để anh liên lạc." Betty đứng yên như tượng. Lát sau, nó lắp bắp:
Anh cho em hả? Bobby xen vô. Sếp kêu anh mua cho em làm quà sinh nhật. Xài đi nhóc. Happy birthday em gái. Dạ, em cảm ơn anh. Kể tới đây, chắc mọi người cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vào những ngày sau đó rồi nhỉ? Tôi bỏ ngang cái dự án Alyssa vì thấy nó hơi ngớ ngẩn và chẳng còn cần thiết nữa, để tập trung lo kiếm tiền và lên kế hoạch chinh phục Betty. Phải nói, nhìn con nhỏ ngây thơ trong trắng, mong manh như thế, tôi không dám hồ đồ và bộp chộp. Nhỏ này ngày càng ảnh hưởng sâu đậm đến cách sống của tôi. Tôi nghĩ nàng đang ở ngay cạnh tôi. Vậy thì còn chờ gì mà không vồ ngay lấy? Nếu để vụt mất thì tôi đúng là đồ bất tài vô dụng. Dự án lớn nhất của tôi bây giờ là Betty, và tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Mà thôi, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, tôi yêu Betty mất rồi. Tôi si mê nàng gấp triệu lần Alyssa hồi đó. Tôi bắt đầu lôi con bé theo những khi đi đâu đó, mua cho nó những thứ trang sức mà tôi thấy vừa mắt, đến nỗi Betty phải nhăn nhó mỗi lần tôi cho quà. Cậu cứ làm vậy hoài, em sẽ nói với bà. Không được đâu cậu Mario. Em không nói thì anh cũng nói. Yên tâm đi ha. Thế nhưng cuộc nói chuyện với má tôi xảy ra 3 tháng sau đó mới làm tôi kinh ngạc. Má ơi, cho con thưa chuyện này. Chuyện gì hả con? Con muốn cưới vợ. Vậy hả? Con nhắm đứa nào rồi? Hơi ngần ngại một chút, nhưng rồi cũng phải thú thật chứ nhỉ. Má nghe đừng la nhé. Hỏi cưới Betty giúp con đi. Tiếng má cười vang ha hả, khiến tôi bất ngờ thật sự. Nhưng bà không để tôi đợi lâu. Vậy là má đã hoàn thành kế hoạch rồi hen. Là sao hả má? Thì má đã nhắm nó là dâu, nên mới đem qua cho con mấy tháng trước. Con bé thực hiện kế hoạch của má một cách hoàn hảo như thế, thì sao mà không cưới cho được? Kế hoạch gì? Thì kế hoạch chỉnh đốn con trai của má. Con thấy còn ai giỏi và đáng yêu hơn nó không? Trời, thật là hết biết má luôn đó. Con phải cảm ơn má mới đúng. Vì thật ra má đã coi nó là dâu lâu rồi. Cho đến lúc này thì tôi đầu hàng bà già vô điều kiện. Má lúc nào cũng dư giả chiêu trò để xử lý tôi theo ý bả. Và tôi yên tâm thực hiện cái việc tỏ tình với Betty ngay sau đó. Trong bữa cơm tối, tôi nói với em. Betty à? Dạ anh. Anh đã thưa chuyện với má anh rồi. Giờ anh hỏi em. Dạ, anh thưa với bác chuyện gì? Chuyện anh thích em. Mặt con bé đỏ bừng bối rối. Tôi đưa tay qua bàn, nắm lấy bàn tay em, làm con nhỏ hốt hoảng định rụt lại. Betty có nghe nói gì về kế hoạch của má không? Dạ em không. Kế hoạch gì hả anh? Ủa vậy hả? Nhưng anh hỏi thật, trả lời thật lòng nhé. Em có thích anh không? Lúc này mặt con bé đỏ như gấc, nó xoắn hai bàn tay lại với nhau. Dạ em sao? Nói anh nghe đi. Dạ em thích. Tôi đứng dậy bước vòng qua bàn, đến kế bên Betty. Một tay để lên vai, còn tay kia cầm tay con nhỏ. Tôi nói rành rọt. Chủ nhật này, mình sẽ cùng nhau về quê, để ba má anh hỏi cưới em cho anh. Chịu không nhóc? Con bé cúi mặt xuống, nói lý nhí. Anh làm em xấu hổ quá à. Không dằn được cảm xúc, tôi ôm em vào lòng và nghe rõ nhịp đập của hai trái tim vang lên thình thịch trong lồng ngực.